thì đủ tài sản cũng nhờ dự giới, được giải thoát trong Niết Bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thú lành thay. Dạ, chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tăng truyền tam quy và bát quan trai giới đến hàng Phật tử chúng con ạ. Tiếp theo con xin sám hối ba ngôi tam bảo. Uttamangge nawandeyang badabang sungvaruttamang buddheyo khalito doso buddho khamatutamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangge nawandeyang dhammang caduvittang warang dhammeyo khalito dhammo khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho. Uttamangge nawandeyang dhammang caduvittho tang sangkheyo khalito doso sangkho khamatutang mamang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được tròn phước báu trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic ạ. Sô a tha la tho sư kỳ tổ vô rô na hô bồn tha sa sa ne a rô go sư kỳ tổ i sa ha sa bê nha thi phi sa an tha la tha sư kỳ tổ vô rô na ha bồ tha sa sa ne a rô ga sư kỳ tổ hi hô i sa ha sa bê nha thi phi tê an tha la tha sư kỳ tổ vô rô na ha bồn tha sa sa ne a rô ga sư kỳ tổ hô tha sa ha sa bê thị nhà tị phiên cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến. Cả thầy Sitya Sa thú lành thay. Akasattha cha pho tha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu sa sanang. Akasattha cha pho tha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu no garu. Akasattha cha phummattha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu nyatayo. Akasattha cha phummattha deva naga mahithika bunyang no anumodang tu chi rang tu ba ni no. Akasattha cha phummattha deva naga hithika bunyang no anumodang tu chi rang rakkhang tu no sada.
chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Giang kinh chi cú sanh mang cát tát bằng kiri yang ma ma ca ye na qua cha ma na sa ti đa se su a tăng ca tăng ye sa ta sanh ni no a thi ye chất ta a sanh ni no ca tăng bồn nha pha lăng mây hằng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng đinh năng bùn nha pha lăng ma già dê cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cam hi dê sát ta chi hoàn ta hà ra hê tu ca ma nun nhang phô cha năng sắp bê la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước ca tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà. Chư thiên phạm thiên cùng trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân bấm sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, có người làm phước được rầy lại đem hồi nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báu cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng y đằng vồ nhà tỳ nằng hồ tu xúc khi tà hồn tu nhà ta dược. Nguyện thân nhân quá vãng thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh y đằng qua ta mề bồn nhàng à sa qua kha già qua hàng hồn tu do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm y đằng mề bồn nhàng nít bà na sa bách cha dồ hồn tu do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch nơi đây xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả nít bàn dạ với phước nào mà chúng con đã tạo sạch tạo ra trong sạch trong thời tam bảo sám hối và thọ trì tam quy bát quan trai giới ngày hôm nay chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên nhất là chư thiên phù hộ chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của đức Phật Gotama được bền vững này dạ chúng kính dâng phần phước này đến với quý sư đến với quý cô tu nữ và xin chia phần phước này đến quý vị Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư quý cô tu nữ cho quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Với những phước nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo và thọ trì Tam Quy Bát Quan Trai Giới ngày hôm nay và trong những thời gian học pháp và hành pháp, Phật con xin kính chia sẻ với người dân Việt Nam, nhất là đến với những người đang là F0, xin cho những vị ấy mau khỏi bệnh và xin cho thế giới cũng như Việt Nam mau chóng kiểm soát được đại dịch COVID này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan trai giới hồi ước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng, truyền tam quy và bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bảo và thọ trì tam quy bát quan trai giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tận phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, trong quá trình tụng kinh và thọ trì quy giới nếu có điều gì sơ sót, con xin được sống với Tam Bảo, với quý sư và cùng với đạo tràng tất cả hoan hỷ với con ạ. Dạ, bây giờ là 4 giờ 30 phút, là giờ học kinh tương ưng của sư Pháp Thanh giảng. Nhưng mà giờ này con chưa thấy sư vào lớp. Dạ, con kính giao mic lại cho sư Trí Đức để sư điều phối chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng,
Kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ. Hôm nay ngày thứ tư ở Việt Nam cũng là ngày mà của thượng tọa Pháp Thanh phụ trách, nhưng mà thường thường á, ngày 3 tháng mà coi như an cư xong rồi tới cái mùa mà đại lễ dân y Cát Thi Na thì ngài Pháp Thanh hay tham dự chứng minh cho các cuộc lễ, và ngài không có đến với pháp hội của chúng ta. Và hôm nay thì để điều quyết cái giờ của thượng tọa Pháp Thanh, trong đời trang vị nào có thể đưa lên cái bài báo ân phụ mẫu kệ hay là lễ bái phụ mẫu kệ ha. Đóng cửa lại. Quý vị có thể cho chúng ta sẽ đi vào sinh hoạt trong tất cả các thiền pháp. Thì Đức Phật ngài tán dương bất cứ một cái việc lành nào, một thiện sự nào mà chúng ta đã tạo ra, thì cái điều trước tiên hết là chúng ta phải tưởng nhớ đến cha, đến mẹ. Tưởng nhớ đến cha, đến mẹ, đó là điều quan trọng. Và ý nghĩa dân kinh cha răng ma năng cát tòa, tức là tạo được một thiện sự gì thì đầu tiên chúng ta phải hướng tâm về cha, về mẹ. Thì đó là một cái điều rất là quan trọng. Bài báo ân phụ mẫu kệ Mata Pitu Bana Magatha. Chữ Gatha là kệ ha, Sutta là kinh ha. Yada Chato, Yada Chato, đúng rồi, đúng cái bài này rồi. Sathu, Sathu, Sika, Sika, Kim Nhung ha. Hôm nay chúng ta sẽ học về bài này ha. Báo bài phụ mẫu kệ ha. Có tất cả là 4 đoạn, có 4 đoạn. Và chúng ta sẽ cố gắng. Và kệ là một cái vấn đề nó quan trọng, tức là nội tâm của chúng ta phải rung động, phải có cảm hứng. Chứ không phải là kệ là một cái hình thức mà coi như chúng ta ca hát hay là nó khác. Ca hát người ta cũng để cái hồn vào trong đó để mà diễn tả, thì để cũng là một hình thức mà chúng ta thể hiện cái sự tôn kính về hai đấng sanh thành. Thì ở đây ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào chi tiết bằng cách là kệ, chứ không phải là dụng kinh. Nhưng mà trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Tăng Raha Đi Có Nịch Săn Vô Tăng Bụt Đăng Sĩ Rạ Sa Nam Ma Mít Tân Chà Bụt Đăng Y Mê Hí Sắc Ca Rê A Phí Phu Chà Gia Mi Hồng Danh Phật Nhiệm Màu Ứng Cúng Chánh Tướng Tri Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiện Thể Cao Dày Bậc Thế Nhân Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vô Thượng Sĩ Pháp Thân Tịnh Diệu Bậc Trượng Phu Điều Ngược Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Tuần Giác Thế Tôn Trong Đời Tân Xoan Khai Ta Đi Có Nạ Sân Vô Tăng Thông Măng Sĩ Lạc Sa Nam Ma Mít Tăng Chà Thông Măng Y Mê Hí Sắc Ca Rê A Phí Phu Chết gia mi pháp vi diệu cha lành kiểu dạy lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô biên sắc na đại ngộ quán nhân liễu tường đạo vô thường đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngộ vọng trần trí nhân tự ngộ giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu
tăng sang kha ta đi có nà sang vô tăng sang khăn sẽ sa nam ma mi tăng chế sang khắc ni mê hi sa ca rê hi a pi pu chế dạ mi bậc diệu hạnh tinh văn thích tử bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn thanh đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cung nghinh kính lễ một niệm cảnh chứng vô thượng phước điện thế gian ra tận hết tây giá sa quan đà mỹ do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tảng dương ân đức tam bảo đã xong. À, quý vị thấy bài học hả? Alo, quý vị thấy chưa? À, hôm nay chúng ta sẽ học về phụ mẫu kệ ha. À, trong bài học ngày hôm nay chúng ta không phân tích trường âm, đoạn âm, và chúng ta cũng không hướng về giọng kinh, không hướng về giọng kinh, mà chúng ta áp dụng giọng kệ, bởi vì đây là một cái bài kệ, cái từ ở trên chúng ta thấy là ga tha, chứ không phải xuất tá ha, ga tha là kệ. À, chúng ta cố gắng ha. Ở đây có thể chia ra làm bốn đoạn ha. Một đoạn là còn bốn câu. À, một đoạn có bốn câu. Ví dụ giá đa cha tô cha vô hòa hằng rồi đúc khăn ma ta phi tu hiếp mề an u phù tăng na hoành ni tùng hát thằng ba gầy hát hoành đi tô quanh đi bộ, tức là bốn câu nó vô một đoạn, và ở đây có bốn đoạn là như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta áp dụng, áp dụng đọc từng đoạn. À, nhưng mà trước tiên đọc cho chạy chữ trước, rồi khi đó chúng ta sẽ kể ha. Giá đa cha tô giá vô hòa hằng giá đa cha tô giá vô hòa hằng giá đa cha tô giá vô hòa hằng. Câu số 2, đúc khăn ma ta bí tụ hi mê đúc khăn ma ta vi tu hi mê đúc khăn ma ta vi tu hi mê. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Giá đa cha tô cha vô hoa hằng đúc khăn ma ta vi tu hi mê giá đa cha tô cha vô hoa hằng đúc khăn ma ta vi tu hi mê giá đa cha tô cha vô hòa hằng đúc khăn ma ta bi tu hi mê. Rồi bây giờ chúng ta qua hai câu sau. À, chữ anuputtang để qua lại anuputtang câu số 3. Anuputtang chứ không phải là putang ha. À, bởi vì phu tá là chúng sanh ha. À, ở chỗ này quý vị chờ một chút để chúng tôi chỉnh lại cái câu số 3. Anuputtang chờ tí nha.
nu phu tăng. Chữ phu là bê bò chứ không phải bê phở. Rồi xong câu số 3. Quý vị sẽ dùng anu phu tăng ha. Câu số 3, anu phu tăng na quan ni tung. Anu phu tăng na quan ni tung. Anu phu tăng na quan ni tung. Và câu số 4, hát thằng ba gầy hạ quan đi tù. Hát thằng ba gầy hạ quan đi tù. Hát thằng ba gầy hạ quan đi tù. Bây giờ chúng ta chia ra làm 4 đoạn ha. Một lần đọc 4 câu ha. Quý vị hoan hỷ ha. Chúng ta đọc 4 câu ha. Để rồi chúng ta có một cái sự quan tâm. Chứ còn nếu mà dài quá tự nhiên nó làm cho chúng ta rối đi ha. Bây giờ chúng ta đọc 4 câu đầu. Đây là đoạn đầu ha. Ya da cha to cha yo wa hằng đúc hằng ma ta bi tu hi me. Ya da cha to cha yo wa hằng đúc hằng ma ta bi tu hi me. Ya da cha to cha yo wa hằng đúc hằng ma ta bi tu hi me. Rồi bây giờ hai câu sau. Anu phù tăng na quan ni tùng. Anu phù tăng na quan ni tùng. Hát thằng ba gầy hát quan đi tù. Hát thằng ba gầy hát quan đi tù. Anu phù tăng na quan ni tùng. Hát thằng ba gầy hát quan đi tù. Anu phù tăng na quan ni tùng. Hát thằng ba gầy hát quan đi tù. Bây giờ cái đoạn đầu nè, nghệ sĩ Kim Nhung có thể cho cái ý nghĩa của 4 câu đầu này nè. Tức là chúng ta học từng đoạn nhé. Chúng ta học từng đoạn thế này để rồi chúng ta dễ coi như tiếp thu hơn ha. Đó. Ví dụ như bây giờ cái đoạn đầu nè, đó như vậy. 4 câu ha. Ya da cha tu cha yo wa hằng đúc hằng ma ta bi tu hi me. Anu phù tăng na quan ni tùng hát thằng ba gầy hát quan đi tù. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Ví dụ vậy. Nhưng mà trong này nếu mà nói về ý nghĩa thì chúng ta thấy rằng ý nghĩa không có sát nghĩa với nhau đâu. Mà chỉ nói lên cái vấn đề mà coi trong cái kệ, trong cái lối mà coi như thơ thì quý vị thấy nó các bài bay bổng, không có đi sát vào cái ý nghĩa. Trong này nếu mà đi vào từng cái từ của Bali thì chúng ta thấy ý nghĩa tiếng Việt nó khác, nhưng mà nó nương nhau, câu này câu kia nương nhau nói lên cái công cha nghĩa mẹ ha. Thì thôi chúng ta cứ đại khái là vậy. Cứ biết rằng cái đoạn đầu, kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Tạm hiểu là như vậy ha. Nhưng mà sư Kim Nhung có chia ra 4 đoạn bằng nhau không? Trong cái bài kính thưa cha mẹ tường tri.
à, phải chia ra đều không? Hay là tiếng Bali là khác mà tiếng Việt là khác? À, có một cái bài kinh mà nói lên cái ý nghĩa của cái vấn đề công cha nghĩa mẹ, cúi đầu kính lại mẹ cha, ngưỡng mong mở lượng hải hà bao dung, tội con bất hiếu muôn phần, ấu thơ cho đến thành nhân vẫn còn, một đời tần tảo lo toan, gian truân bao độ vì con chẳng sợ, bút nào tả hết yêu thương, lời nào nói đủ đoạn trường gian lao, tóc xanh cho đến bạc màu vì con tất cả nghĩ đâu mình. Phật xưa đẳng sinh thành là trời phạm đế, đức lành bao gia, thiện thần ngự trị trong nhà, cổ nhân thánh đức trói hòa ngàn sao, bậc thầy tiên khởi thanh cao, dạy con từng bước đi vào lớn khôn, dù hai vai cõng sông đường, trăm năm chưa đủ đáp ơn sâu dài, con từ thơ dạy đến nay, xét ra lỗi đạo lầm sai lắm điều, những mong mình được nuông chiều, biết đâu cha mẹ bao nhiêu ưu phiền. Bao lời răn của từ nghiêm, ít khi tác giả trọn niềm kính tin, ấm no chỉ biết phần mình, mẹ cha mòn mỏi chút tình đợi mong, tình cha nghĩa mẹ biển đông, tình con đáp lại giọt sương đầu cành, nhớ công giáo dưỡng sinh thành, sáu thời cúng dường ba canh phụng thờ, khắc ghi tâm cảm từng giờ, nguyện gìn hiếu đạo nương nhờ Phật ân. Vì vậy vì mới Quỳnh Giang Nhật Hà mới nghe đọc cái bài bỡ ơn phù mẫu cái là khóc à, sao mới ước dữ vậy không biết nữa. Cái vấn đề quan trọng khi hướng về cha về mẹ mà thế gian người ta nghĩ rằng đó là một cái điều mà không thể làm được, tức là lại sống cha mẹ, ngưỡng mong minh chứng lòng con, nghiêng mình kính lễ sắc son một niềm, lại một lại cầu cha mẹ trọn phước duyên, nghiêng mình kính lễ vô biên nguyện cầu, lại lại thứ hai ha. Nguyện đem hiếu đạo làm đầu, nghiêng mình kính lễ ân sâu đáp đền. À, lại thứ ba, à, trong những cái dịp Vu Lan á, quý vị biết là bảo ơn cha mẹ, mà khi cha mẹ còn tại thiên thì mình lại sống như vậy, mình đánh lễ như vậy, đó là điều mà ở ngoài người ta sợ lắm. À, cứ nghĩ là cha mẹ chết rồi mới lại, lại người chết, người sống không dám lại. Nhưng mà khi mà chúng ta thể hiện được như vậy, quý vị thấy cái tâm tư mình rất là nhẹ nhàng. Còn mà nói lại, khi mà quan tài còn đó, cha mẹ còn nằm đó, thì mình lại với ý nghĩa thế nào trong ba cái lại đó? Cái lại thứ nhất là tri ân cha mẹ đã có công sanh thành dưỡng dục, tức là có cha mẹ cho nên mình mới hiện diện trên thế gian này. Đó là cái lại thứ nhất, lại tri ân ha. Cái lại thứ hai đối với cha mẹ là nhục thân con nằm đó thì mình coi như sám hối những lỗi lầm hữu tình hay là vô ý mà làm cho cha mẹ buồn lòng. À, đó là cái lại thứ hai, à, đối với nhục thân của cha và mẹ, à, tức là xin sám hối những lỗi lầm dù cố tình hay là vô ý để mà cha mẹ phiền lòng ha. Rồi cái lại thứ ba đối với cha với mẹ trước khi di quan ha, nguyện anh em thuận thảo nương tựa lẫn nhau. À, tức là khi mà cha mẹ còn sống thì chú lại cũng là ba lại, nhưng mà chứng minh cho lòng con một lòng kính lễ, à, nghe thể hiện chữ hiếu á,
Rồi cái điều thứ hai là cầu cha mẹ trọn phước duyên, nghiêng mình kính lễ vô biên nguyện cầu. Mà nguyện cầu làm gì? Cho cha mẹ trường thọ, được sống lâu, để mình nương nhờ cái đức độ của cha của mẹ, là bóng, cái bóng mát, cái bóng mát. Rồi cái ba mà khi cha mẹ còn sống, đem hiếu đạo làm đầu, nghiêng mình kính lễ ơn sâu đích đáp đền. Nó chút muốn nói lái đáp đền, nó đếch đàm. Rồi tức là trong khi mà cha mẹ còn sống thì mình phải thể hiện chữ hiếu, thể hiện chữ hiếu. Vậy thì hôm nay chúng ta học đoạn này kể từ từ, rồi chúng ta đi sâu vào nội dung. Mà đi sâu vào nội dung có nghĩa là chúng ta học phải hành thể hiện chữ hiếu ạ. Chứ không phải học cái này rồi cái đối với cha mẹ coi như hơi thô tháo hay thấp kính hoặc là bất hiếu. Nhưng mà rồi mình vô chùa mình thể hiện cái vấn đề mà thuần thành của một người Phật tử, cái đó là thất bại nha. Cha mẹ tại tiền, Phật tổ tại thế. Cha mẹ là những vị Phật còn sanh tử luân hồi, thì chúng ta phải thể hiện chữ hiếu, phải thể hiện sự tôn kính của một người Phật tử đối với cha mẹ, coi cha mẹ là những vị Phật. Chứ không phải là chúng ta ở nhà coi như là thất lễ, bất hiếu đối với cha mẹ, vô chùa chúng ta coi như đạo mạo hoặc là thế này thế kia, cái đó thất bại nghe. Tiên trị gia, hậu trị quốc, sau mới bình thiên hạ. Ông Phật ở nhà không chịu tôn kính mà coi như lại ra ngoài tôn kính thể hiện thì đó là một điều sai lầm. Phật nhà không thờ, Phật trong nhà không thờ, mỹ thờ Thích Ca ở ngoài đường đó, người ta nói câu đó. Tiên trách kỷ, hậu trách bỉ, tức là đầu tiên chúng ta phải hướng về mình trước, bên trong trước, nội dung trước, dừng nói chú trọng về hình thức. Hình thức có trọng vọng, có hoành tráng bao nhiêu, nhưng mà nội dung không có thì đó chính là cái thùng rỗng kêu to ha. Học đi chứ, rồi nói sao, chứ bây giờ chưa học á, đi như vậy rồi cái hên cả là hôm nay không có sĩ kiệm nè, có sĩ kiệm cái là chắc là bị nói là ô ông Tám nói dữ quá không chịu học. Rồi bây giờ đoạn đầu đâu mất tiêu rồi. Nên nhớ đây là bài kệ, vậy thì chúng ta đọc cho chạy chữ, rồi khi đó chúng ta sẽ kệ ha, một lần hai câu ha. Gia đà trà tù chá dù hòa hằng đúc khẳng bí tu hị mề. Gia đà trà tù chá dù hòa hằng đúc khẳng mà tà bí tu hị mề. Gia đà trà tù chá dù hòa hằng đúc khẳng mà tà bí tu hị mề. Đọc một lần hai câu, chú ý ha. Rồi câu ba câu bốn. Anu phù tăng na văn ni tùng, Anu phù tăng na văn ni tùng, Anu phù tăng na văn ni tùng. Hát thằng ba gai hát ni tô, Hát thằng ba gai hát văn ni tô, Hát thằng ba gai hát văn ni tô. Rồi bây giờ ôn lại hai câu này. Anu phù tăng na văn ni tùng, hát thằng ba gầy hát văn ni tô. Anu phù tăng na văn ni tùng, hát thằng ba gầy hát văn ni tô. Anu phù tăng na văn ni tùng, hát thằng ba gầy hát văn ni tô. Rồi như vậy chúng ta đọc chạy chữ một lần hai câu ha. Và khi đọc chạy chữ một lần hai câu thì bây giờ chúng ta không đọc theo giọng kinh nguyên bài mà chúng ta bắt đầu đi vô giọng kệ. Quý vị nhớ ha, mỗi buổi sinh hoạt chúng ta có một cái nét riêng,
hôm nay là cái giờ đột xuất, nghe là giờ của Thượng tọa Pháp Thanh. Nhưng mà Thượng tọa Pháp Thanh coi như bận công việc, có sự riêng, cho nên không đến với Pháp hội. Thì chúng ta học, học cái này là học giữa trái thôi, điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Trong một cái đạo tràng, nhất là bên Phật giáo, thì chúng ta không nên tụ tập để mà tào lao, nói những chuyện vô ích. Mà một á, là im lặng của Bậc Thánh, mà thật sự chúng ta chưa phải là Thánh thì không thể im lặng được. Điều thứ hai là phải thảo luận về Phật Pháp. Thì bây giờ thích nghi nhất là trong giọng kinh tiếng kệ, rồi chúng ta đi sâu vào cái ý nghĩa của nội dung, thể hiện thiện sự. Đó là điều quan trọng ha. Rồi, rồi quý vị, quý vị nói lại lần nữa, ở đây chúng ta không đọc theo dòng kinh ha, mà đọc cho chạy chữ. Xong rồi chúng ta đi vào giọng kệ, mà kệ thì một lần hai câu ha, quý vị chú ý ha. Cái đoạn này chúng ta đọc hai lần, hai lần, tức là một lần hai câu, lần thứ hai cũng hai câu. Chứ đừng, quý vị đừng có đọc nhát gừng, tức là đọc từng câu một. Kệ không nên đọc từng câu một, mà cố gắng đọc một lần hai câu. Và cũng đừng có bao giờ làm một hơi, có nghĩa là hết câu này tới câu khác rồi. Như vậy nghe nó rối, mà nó không có cái sự nghĩa là làm cho sáng tỏ. Tức là coi như cái nội tâm mình thể hiện như thế nào thì mình phải bộc lộ cái thần thái của nó. Rồi bây giờ chúng tôi coi như không biết làm có được hay không, nhưng mà mong quý vị cố gắng ha. Dạ đa cha tô cha vô hoàng đục khăn ma ta vì tu hiểu hi mê. Đọc lại hai câu ha. Dạ đa cha tô cha vô hoàng đục khăn ma ta vì tu hi mê. Tới chỗ này quý vị nghĩ cho hai câu sau làm tiếp. Cố gắng quý vị coi như đọc một lần hai câu, bởi vì tám từ thì hơi sức của quý vị, bảo đảm lần dài hơn chúng tôi, mà cái dòng đọc sẽ hay hơn. Rồi đọc lại ha. Dạ đa cha tô cha vô hòa hằng đúng khăn ma ta bị tu hiền mê. Ở nô phu tăng na quan ni tụng hành thân ba gây hà quan đi tổ. Dạ đa cha tô cha vô hòa hằng đúng khăn ma ta bị tu hiền mê. A nô phu tăng na quan ni tụng hành thân ba gây hà quan đi tổ. Em lần nữa ha. Dạ đa cha tô cha vô hòa hằng đụng khăn ma ta bi tu hi mê. A nô phu tăng na quan ni tụng hành thân ba gây hà quan đi tụ. Rồi quý vị cố gắng đọc hai hơi, một hơi như vậy là hai câu, và đọc với cái tất cả coi như sự sâu lắng của nội tâm, thì như vậy chúng ta thể hiện có thể gọi là cảm hứng hay là kệ, tức là có một cái sự ngân nga ha. Rồi mời sư Kim Nhung thay bàn tay đã đưa lên rồi. Dạ
Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, bài này cảm động quá thưa sư. Dạ, con xin đọc và kệ bài công đoạn 1 ạ. Gia đà trà tổ cha dồ hòa hằng đúc hằng mà tà bi tu anu phù hằng hoàn ni tùng hát thằng ba gầy hát hoàn đi tổ. Dạ đa cha tô cha yô hoa hăng đúc khăn ma ta bị tu hi mê a nu phu tăng na quan ni tung hát thăng ba gây hà quan đi tô. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghỉ ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha dưỡng kề bên không rời. Dạ, dạ con kính nghĩ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Sư Trí Đức, kính lễ Quý Chư Tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh kể từ đi, kể có ơn phụ mẫu ạ. Gia đà cha tô cha yô hòa hằng đúc hằng ma ta pí tú hí nề a nu phù tằng na hoàn ni tùng thất thần ta gầy ha hoàn đi tô. Gia đà cha tô cha yô hòa hằng đúc hằng ma ta pí tú hí nề a nu phù tằng na hoàn ni tùng hát thăng pa gây hà văn đi tô. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Dạ con đã kể xong ạ. Dạ xin mời được kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và kệ đoạn 1 bài kinh báo ơn phụ mẫu. Gia đà cha tô cha yô hòa hằng đúc hằng ma ta pi tu hi mê anu phù tăng na quan ni tùng hát thăng pa gây ha quan đi tô. Gia đà cha tô cha yô hòa hằng đúc khăng ma ta thì tu hi mê a nu phu tăng na quan ni tung hát thăng pa gây hát quan đi tô. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghỉ ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Dạ con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàn Tha Giá. Dạ con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép đọc đoạn 1 của kinh Phụ Mẫu ạ. Gia đà cha tô cha dô hòa hằng đúc khăn ma tà pí tu hi mê a nút phù tăng na hoành ni tùng hát thăng pa gầy ha hoành đi tô. Gia đa cha tô cha yô hòa hằng đục khăng ma ta bi tu hi mê a nu phu tăng na quan ni tùng hạt thăng ba gây hà quan đi tô. Gia đa cha tô cha yô hòa hằng đục khăng ma ta bi tu hi mê
Anuputang na wani tung han thang ba gây ha wan đi tô. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Dạ con đã đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con, và dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thủ. Như vậy là cái đoạn một ha. Chúng ta có thể thông qua và tiếp tục qua đoạn 2, bởi vì cái bài này tới 4 đoạn thì chúng ta coi như cứ liên tục, rồi chúng ta sẽ ôn lại 4 đoạn này ha. Rồi bây giờ qua đoạn 2. Đô sân khám mắt tha mê dê quá, đô sân khá ma tha mê dê quá. Nhiều khi chúng tôi vừa đọc vừa ôn lại, coi lại có như có thích nghi hay không. Chứ nhiều khi ví dụ câu đầu tiên chữ phu tá mà viết chữ bê bê phở là sai, cho nên phải chỉnh. Đây, bây giờ đô sân khám thạ mê dê quá, đô sân khám thạ mê dê quá. Đây, câu số 2, tùm hề đê tha phá dầm vi cha, tùm hề đê tha phá dầm vi cha, tùm hề đê tha phá dầm vi cha. Rồi bây giờ ôn hai câu này, chúng ta ôn lại để nhìn cái mặt chữ cho nó rõ ha. Đô sân khám tháp mê dê quá, tùm hề đê tha phá dầm bí chá, đô sân khám tháp mê dê quá, tùm hề đê tha phá dầm bí chá, đô sân khám tháp. Tùm hề đề tha phá dầm về rudi ta se wa me tum he sugi tam mup ba ge tháp về. Rồi bây giờ chúng ta đọc một lần hai câu ha, bởi vì thôi đây là cái thể kệ mà 8 từ thì chúng ta chia làm 2. Đỗ sang kha ma tha mê ye hoàn tùm hê đê tha pha yam bi cha, lũ đi ta sẽ qua mê tùm hê hiền su ghi ta mâm ba ghê tha huệ. Đỗ sang kha ma tha mê ye hoàn tùm hê đê tha pha yam bi cha, lũ đi ta sẽ mềm hèn xuống khi ta mâm ba ghế tha quê ba ha.
đổ sanh kha ma tha mê dê hoàng tùm hê đê tha pha dâm bi chà luôn đi ta sẽ qua mê tùm hèn xuống ghi ta mục và ghê tha quên nặng nề cực nhọc lắm ôi trăm năm kể thôi con xin cùng nghiêng mình mong dung tội và quy vi chữ đánh lễ cúc kỳ từ đánh lễ này tức là chữ quan cuối cùng của câu đầu chỉ là thì ở dưới này cái ở trong này trong cái đoạn thứ hai không có cái từ Bali chữ đánh lễ mà chữ đánh lễ nằm bên kia rồi không sao miễn sao cô đọng với nhau là được rồi. Ô kính lễ để đức về đức vừa đến với pháp hội rồi bây giờ xin mời quý vị ha hoan hỷ kệ lâu lâu chúng ta thay đổi không khí không đọc dòng kinh mà đọc dòng kệ. Rồi xin mời Sĩ Kim Nhung. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư. Dạ, quý cô chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin hai. Đồ sằng kha ma tha mày về qua tùm hề đề thà phá dầm biết thi ta sẽ qua mầm hề su ghi ta mốc ba ghét tha quề đồ sang kha ma tha mê ye hoa tùm hê đê tha phà dâm bi cha rù thi a se hoa mê tùm hê su ghi mốc ba ghét tha quề nặng nề cực nhọc lắm ôi chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng con xin đảnh lễ cúc cung nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy. Dạ con đã đọc xong đoạn. Dạ kính mời vị kế tiếp. Dạ thân mời Hồng Mai. Dạ con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con lễ Sư Trí Đức, Sư Tuệ Đức, kính chào vị kính lễ Chư Tăng, chúng tôi tu nữ, kính chào đạo tràng. Nhà con xin đọc tiếp đoạn 2. Đồ sằng kha ma tha mê về quá tùm hề đề thà pha dầm pi cha ru thi ta sề quá mê tùm hề su ghi ta múc pa ghét tha về. Đồ sằng kha ma tha mê về quá tùm hề đề thà pha dầm pi cha ru thi ta sề quá mê tùm hề su ghi ta múc ta ghen tha quê. Nặng nề cực nhọc lắm ôi trăm năm con trẻ kể thôi sao cùng con xin đảnh lễ cúc cung nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy. Dạ con đã đọc kệ xong. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc đoạn 2 của Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu. Đô sang kha ma tha mê ye wa tum he de tha pha yam pi cha rút hu thi tát se wa mê tum he su vi tam múc pa ghét tha quê. Đô sang kha ma tha mê ye wa tum he de tha pha yam pi cha ru thi ta se wa me tum he su vi ta mum pha ghét tha quê. Nặng nề cực nhọc lắm ôi trăm năm con trẻ kể thôi sao cùng con xin đảnh lễ cúc cung nghiêng mình thủ phục mong dung tội rầy. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin kể đoạn thứ hai ạ. Đô Sang Kha Ma Tha Mê Dê Hoa Tùm Hê Đê Tha Phá Dâm Bì Chà U đi ta se wa me tum he su ki ta mup ba ge tha we do sang kha ma tha me ye wa tum he de tha pha yam pi cha u đi ta se wa me tum he su ki ta mup ba ge tha we. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy. Dạ con đã kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con ạ. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Sa thủ huynh Giang Nhật Hà. Rồi bây giờ chúng ta đi qua đoạn 3 tới 4 đoạn. Và chúng ta đã qua được 2 đoạn, đi nửa đường rồi. Còn nửa đường nữa chúng ta phải đi tiếp thôi. Ni bát cha bê tháp măng âm hằng. Ni bát cha bê tháp măng âm hằng. Ni bát cha bê tháp măng âm hằng. Câu số 2. Malamuttam vissakalang. Malamuttam vissakalang. Malamuttam vissakalang. Rồi bây giờ chúng ta ôn hai câu. Đây là cách mà chúng ta nhìn mặt chữ ha, chứ không có phân tích nào. Ni bát cha bê tháp măng âm hằng ma la mút tâm bi sắc ca lăng. Ni bát cha bê tháp măng âm hằng ma la mút tâm bi sắc ca lăng. Ni bát cha bê tháp măng âm hằng ma la mút tâm bi sắc ca lăng. Rồi bây giờ qua câu số 3, câu số 4, chúng ta nhìn mặt chữ trước khi chúng ta kể ha. Hát thề nát tề gái toàn quá. Hát thề nát tề gái toàn quá. Hát thề nát tề gái toàn quá. Rồi câu cuối cùng. Thô quýt thà bi chá sắp. Ba sô thô quýt thà bi chá sắp ba sô thô quýt thà bi chá sắp ba sô. Ai ôn lại câu ba câu bốn. Hát thề na tề ga hết tòa qua thô quýt thà bi chá sắp ba sô hát thề na tề ga hết tòa qua thô quýt thà bi chá sắp ba sô. Rồi bây giờ chúng ta đi vào dòng kệ. Trước khi vào dòng kệ thì chúng ta phải nhìn mặt chữ trước ha. Và quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha. Bởi vì đây là một câu 8 từ thì chúng ta chia ra để có một cái âm điệu lên và xuống thể hiện cái nội tâm của chúng ta. Ni ba cha bê tha măng âm hằng ma la mô tâm bi sa ca lăng. Hát thê na tê gan hết toa hoàng thô quý tha bi cha sắp ba sô. Ni ba cha bê tha măng âm hằng ma la mô tâm bi sa ca lăng. Hát thê na tê gan hê toa hoàng thô quý tha bi cha sâm ma sô.
ni bát cha bê tha mang âm hằng ma la muôn tâm bi sa ca lăng hạnh thân a tế giang hết tòa na hoa thù vi tha bi giang sắc ba số khi con la khóc rẫy tai từ bi mẹ hát thương thay não nùng tân dịch đại tiểu tiện cùng các Phật quý trợ cung lau chùi. À, đây là đoạn 3 ha. À, quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha. Rồi xin mời sư Kim Nhung. Ủa? Dạ. Dạ, con xin sám hối, con quên mở mic. Dạ, con xin sám hối, con xin kể lại ạ. Ni bai cha bê ta mang am hăng ma la mu tam bi sa ca lăng hạt thế na tê gà hê toa hoa thô quy tha bi cha sắp ba sô ni bạch cha pê tha măng am hằng ma la mút tâm bi sa lăng hạt thế na tê gà hê toa hoa thô quy cha sắp ba sô khi con la khóc rầy tai từ bi mẹ hát thương thay não nùng tân dịch đại tiện đại tiểu tiện cùng Phật vế trượng ung dung lau chùi. Dạ con đã kệ xong, con kính tri ân sư Mai. Dạ con xin kể đoạn ba. Ni tánh cha tế tha mang am hằng mà là một tâm thì xa cả lần hát thế na tế gà hết toa hoa đồ vịt tha tí cha sắm ba sô nì cắn cha pê thả măng an hắng mà là một tâm thì xa cả lần hát thế na tế gà hết toa hoa thô vịt tha tí cha sắm ba sô khi con la khóc rầy tai từ bi mẹ hát thương thay não nùng tân dịch đại tiểu tiện tùng các vật uế trượt ung dung lau chùi. Dạ con đã kể xong ạ, con xin xuống nhất ạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, dạ con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ, dạ con xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin kệ đoạn 3 bài kệ sám hối phụ mẫu.
Ni ban cha bê tha mang âm hằng mà là một tâm bi xa xa căng. Hán thê na tê ga hết tòa và thô vi tha bi cha sắp ba sô. Khi con ra khóc rầy tay, tự bi mẹ hát thương thai não nùng. Tâm dịch đại tiểu tiện cùng các vật uế trượt ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề dòm gớm những mùi thối tha. Dạ con kể xong, dạ con xin trả mấy lời cho đạo tràng, dạ con xin mời vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con xin kính đảnh lễ quý sư tuệ đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin kệ đoạn 3 của kinh Lão Hiếu Phụ Mẫu. Ni phát cha tê tha mang âm hằng mà là một tâm bị xa cả lăng. Hát thê na tê dạ con xin lỗi, con không biết khi cái của con có hay dạ con không biết ai dạ dạ con không biết ai cứ phá trong cái chương trình của con xin kể lại ạ. Ni pat cha pe tha mang âm hằng mà là một tâm bi xa ca lăng. Hát thê na tê ga hê toa wa thô vi tha pi cha sam ba so. Ni phát cha tê tha mang âm hằng mà là một tâm bi xa ca lăng. Hát thê na tê ga hê toa wa thô vi tha pi cha sam ba so. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tâm dịch đại tiểu tiện cùng các vật uế trược ung dung lau chùi. Dạ con đã đọc xong, con sai con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin đảnh lễ sư trí đức, sư tuệ đức, quý sư quý cô tu nữ. Con xin kể đoạn tiếp theo ạ. Ni bác cha bê tha mang âm hằng mà là một tâm bi xa ca lăng. Hát thê na tê ga hê toa wa đô vi tha bi cha sắp ba sô. Ni bác cha bê tha mang âm hằng mà là một tâm bi xa ca lăng. Hát thê na tê ga hê toa wa đô vi tha bi cha sắp ba sô. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng các vật uế trượt ung dung lau chùi. Dạ con đã kể xong đoạn thứ ba. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Huỳnh Giang Nhật Hà kết thúc phần thứ ba ha. Bây giờ còn đoạn cuối cùng. Chúng ta đừng để thời gian trống vắng ha. Tức là tùy theo khả năng. Có nhiều vị nói rằng đọc từng câu mệt quá. Làm một lèo coi như từ trên xuống dưới cho nó thoải mái. Chắc cũng có nhiều vị đang chờ cái tình trạng đó. Còn chúng ta thì miệng liền ha. Đoạn nào, khúc nào thì chúng ta tập sử từ từ, từ 1 tới 4, rồi chúng ta sẽ ôn lại. Bây giờ phần cuối nè, đoạn 4 nè. Tum he anagate kale. Tum he anagate kale. Tum he anagate kale. Câu số 2. Ammakarunike hawe. Ammakarunike hawe. Ammakarunike hawe. Rồi chúng ta ôn câu 1 câu 2. Tum he anagate kale ammakarunike hawe. Tum he anagate kale ammakarunike hawe. Tum he anagate kale ammakarunike hawe. Rồi câu 3 câu 4 ha. Buddha thì tốt tâm ta ta. Buddha thì tốt tâm ta ta. Buddha thì tốt tâm ta ta. Và câu cuối cùng ha. Câu cuối cùng. Buddha ye wa tha vay ya tha. Buddha ye wa tha vay ya tha. Buddha ye wa tha vay ya tha. Rồi chúng ta ôn câu 3 câu 4. Buddha thì tốt tắc mà ta tắc. Buddha ye wa tha vay ya tha. Buddha thì tốt tắc mà ta tắc. Buddha ye wa tha vay ya tha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào giọng kệ ha. Nhớ một lần hai câu ha. Đừng có đọc từng câu một. Tum he anagate kale ammakarunike hawe. Buddha thi tu mata buddha ye wa pha vay ya tha. Tum he anagate kale ammakarunike hawe. Buddha thi tu ta mata ta buddha ye wa pha vay ya tha. Tum he anagate kale ammakarunike hawe. Buddha thi tu ta mata ta buddha ye wa pha vay ya tha. Giặc lửa mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gỗm những mùi thủi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tài trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thấy đồng, đắc thành Phật quả, thoát vòng tai bà. Rồi bây giờ xin mời Sĩ Kim Nhung. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị. Con xin kệ đoạn 1. Tum he anagate kale ammakarunike hawe.
thi tôn ta ma ta ta bút tha ye hoa và quay ya tha tum he anagate ka makaro ni ke ha we Buddha thi tôn ta ma ta ta Buddha ye hoa và quay ya tha giật cha vẫn vui chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha từ bi thay lòng mẹ cha ơn tày trời đất khó mà đáp xong cầu cho cha mẹ thầy đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ con đã kệ xong. Dạ con kính tri ân sư. Thân mời Hạnh Kiểm ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con kính lễ quý chư tăng, quý cô tu nữ, kính chào các quý vị đạo hữu trong lớp. Dạ con xin đọc kệ ạ. Tum he anagate kale amakarun ke hawe Buddha thi tu ta ma ta ta Buddha ye wa pa wai ya tha Tum he anagate kale amakarun ni ke hawe Buddha thi tu ta ma ta ta Buddha ye wa pa wai ya tha Giặc rửa cha mẹ vẫn vui chẳng hề nhòm gớm những mùi thúi tha từ bi thay lòng mẹ cha ơn tày trời đất khó mà đáp xong cầu cho cha mẹ thảy đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ con đã đọc kệ xong ạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc đoạn 4 của kinh Từ Bi ạ. Kệ đoạn 4 của kinh Bao Nhiêu Phụ Mẫu. Tum he anagate kale ammakarun nikke hawe put ta thi tut ta ma ta ta but tha ye wa phạc quay ya tha tum he anagate kale ammakarun nikke hawe put ta thi tut ta ma ta ta but tha ye wa pa quay ya tha giặc rửa cha mẹ vẫn vui chẳng hề nhờm gớm những mùi thúi tha từ bi thay lòng mẹ cha ơn tày trời đất khó mà đáp xong cầu cho cha mẹ thảy đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ con đã đọc xong, con sai con xin sư sửa cho con và con xin mời quý vị. Dạ con kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư. Dạ con xin chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin kệ đoạn 4 bài kệ sám hối phụ mẫu. Tum he anagate kale ammakarun nikke hawe Buddha thi tut ta ma ta ta Buddha ye wa pha quay ya tha giặc rửa cha mẹ vẫn vui chẳng hề nhòm gớm những mùi thối tha từ bi thai lòng mẹ cha ơn tày trời đất khó mà đắp xong cầu cho cha mẹ thải đồng đặt thành Phật quả thoát dòng tai ba. Dạ con kể xong rồi, con xin dâng mít lại cho đạo tràng và xin mời người kế tiếp.
Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào Đạo Tràng. Dạ, con xin kệ bài câu số 4 của bài kinh kệ Phụ Mẫu hôm nay ạ. Tùm hê a na gà tê ca lê âm ma ca rôn ni kê ha quê bụng ta đinh tún ta ma ta ta bụng ta dê qua và quê gia tha. Tùm hê a na gà tê ca lê âm ma ca run ni kê ha quê bụng ta thi tún ta ma ta ta bụng tha dê qua và quê gia tha. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề chườm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thai lòng cha mẹ mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thải đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tay ba. Dạ, con đã kể xong. Dạ, con có sai, mong ngài sửa giùm con kính cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Giờ niệm từ xin mời bàn tay của Giang Nhật Hạ. Mô Bích Thà giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Tuệ Đức, Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ và toàn thể Đạo Tràng. Con xin đọc phần số 4 tiếp theo ạ. Tum he anaha ga te ka le am ma ka run ni ke ha we bụt ta thi tút ta ma ta ta bụt tha dê wa pha vệ ya tha. Tum he ana ga te ka le am ma ka run ni ke ha we bụt ta thi tút ta ma ta ta bụt tha dê wa pha vệ ya tha. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ, con đã kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin mời Sistina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc. Tum he ana ga te ka le amma ka un ni ke ha ve kun ta thi tun ta ma ta ta kun tha ye wa va ye ya tha. Tum he ana ga te ka le amma ka un ni ke ha ve kun ta thi tun ta ma ta ta kun tha ye wa pha ye ya tha. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tài trời đất khó mờ đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tay ba. Dạ, con kính tri ân ông ngài và con kính tri ân đạo tràng. Có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con.
Alo, 123, 123. Xin hấp nguồn coi lại ha, cái máy của mình. Chắc có lẽ huynh Giang Nhật Hà đưa lên một lần ba cái micro, làm cho Sika pháp nguồn không biết cầm cái nào nữa, đang lựa chọn ha, không biết cầm cái nào, quảng hồn bỏ chạy mất tiêu rồi. Rồi quý vị có được một cái giọng kệ tuyệt vời, bởi vì đây là gatha, bài kệ chứ không phải là kinh. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu ôn lại ha, từ trên xuống dưới nha. Qua bốn đoạn rồi, bây giờ quý vị coi lại bài học mà chúng ta đã chép. Bây giờ đọc lại từ trên xuống dưới, nhưng mà Pali đọc riêng, rồi tiếng Việt đọc riêng ha, chứ không phải là một rồi đọc là nghĩa của phần tiếng Việt, mà chúng ta làm một lần nguyên bài. Rồi bây giờ quý vị hãy nhìn vào trong bài học của mình. Yadacha to cha vô hòa đùng khăn ma ta bi tu hi mê nu phu tăng na quanh ni tung hà thăng ba gây hà quanh đi tổ đổ sang kha ma tha mê dê hoàng tùm hê đê tha pha yam bi gia rũ đi ta xê hoa mê tùm hê su ghi ta mùm ba ghê tha huê ni ba cha bê tha mang âm hăng ma la mu tâm bi sa ca răng hạnh thế na tê ga hê toa hoàng thô quê tha bi cha sam pa su tùm hê a na ga tê ca lê âm Karun ni ke ha we bun ta thi tu ta ma ta ta bun tha ye wa pha wei ya tha. Kính thưa cha mẹ thường trí, nguyễn suy con sợ lỗ nghị ơn trên, từ con hình thể con nên mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thai não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật quý trượt ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhộm gốm những mùi thấu tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, chạy ra mất tiêu rồi. Ơn tài trời đất có mà đáp xong, cầu cho cha mẹ thải đồng, đắc thành Phật quả phát vọng tại bà. Rồi quý vị chỉ cần kể một lần, đọc lên ý nghĩa một lần. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Quý Sư, Quý Cô Tu Nữ. Dạ, con kính chào Đạo Tràng. Con xin kệ bài.
lễ bái phụ mẫu kệ. Dạ con xin kệ. Dạ đa cha tô cha vô hoa hăng đô ta bị tu hi mê a nu phu tăng na quan ni tung hát thăng ba gây hà quan đi tô đô sang kha ma tha mây nhê hoa tùm hê đai tha pha dâm bi cha ru thi ta se wa me tum he u gi op ben tha we ni pai cha be tha mang am hang ma la but tam bi sa ka rang ha te na te ga he toa wa tha bi cha sap ba so tum he an na te ka le amma karun ni ke awe buddhan ta ma ta ta buddha je wa pa wai ya tha tôi tưởng chi nghĩ suy con sợ lỗi nghỉ ơn con hình con mẹ cha bề bên không rời nặng nề cực nhọc lắm ôi chăm nom con trẻ kể thôi sau cùng con xin đảnh lễ cung nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy khi con la rầy tai từ bi mẹ hát thương thay não nùng tân dịch đại tiểu tiện cùng các vật uế trược ung dung lau chùi giặt rửa cha mẹ vẫn vui chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha từ bi thay lòng mẹ cha ơn tày trời đất khó mà đáp xong cầu cho cha mẹ thầy đồng đành vòng nặng thoát vòng tai ba. Dạ con đã đọc, con đã kệ xong ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ xin mời Hồng Mai ạ. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư trí đức, sư tuệ đức, quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin kệ bài lễ bái phụ mẫu ạ. Ya da cha to cha yo wa hang lung khang ma ta pi tu hi me a me tu tang na wan ni tum hang thang pa gay ha wan di to do sang kha ma tha me yi wa tum he de tha pha yam pi cha ru thi ta se wa me tum he su gi ta mup pa get tha we ni pat cha pe tha mang amang ma la mut tam pi sa ka lang ham thế na tê ga hê toa hoa thô vinh tháp ti cha sắp ba sô tùm hê a na ga tê ca lê âm ma ca run ni kê ha vê bún ta thi tu ta ma ta ta bún tha dê hoa pha quay gia tha. Kính thưa cha mẹ từng tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội này. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tâm dịch đại tiểu tiện cùng, các vật uế trược ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhồm nhóm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn đầy trời đất khi mà đáp khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ kính tri ân sư trí đức,
Dạ, cảm ơn đạo tràng. Xin mời vị kế tiếp. Con không thấy ai lên, con không biết có phải đến lượt con chưa. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin kệ bài kinh báo hiếu, báo ân phụ mẫu. Gia đa cha tô hú cha yô hòa hằng đục khăn ma ta tì tu hi mê. A nu phu tăng na quan ni tung ha thang pa gai ha quan di to do sang khama tha me ye wa tum he de tha yam pi cha ru thi ta se wa me tum he su gi ta mup ba get tha we ni ta chap te tha mang am hang ma la mut tam ti sa ka lang ha thế na tê ga hê ta wa thô vi tha pi cha sáp ba sô tùm hê a na ga tê ca lê âm ma ca run ni kê ha quê put ta thi tút ta ma ta ta put tha ye wa ta quay gia tha. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, trăm năm con trẻ kể thôi sau cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục, mong dung hội rầy. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát, thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật uế trược, ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhờm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thầy đồng, đắc thành Phật quả, thoát vòng tay ba. Dạ, con đã kệ xong, con sai, con xin tu sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo ạ. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin chào cả nhà, con xin được kệ ạ. Cha đa cha tô cha rô hoa hằng đô khăn ma ta pi tu mi mê anu pu tăng na quan ni tùm ha than pa ga ha quan đi đô sang ca ma tha mê dê hoa tùm hê đê tha pa ya pi cha ru thi ta se qua me tum he su khi ta mu pa ghe tha quê ni pa cha thế tha mang a hằng ma la mu ta pi sa ca lăng ha thế na te ga te toa qua thô quê tha pi cha pa pa so
tum he anagate kale amakaru nike hawe putatitu tamatata putha yewa pa yewa yatha. Con xin được đọc lại một lần nữa. Yada cha to ho cha yo wa hang dukhang mata pitu hi me anuputang nagwan netum hatang paga hawan dito dosang kama thame ye wa tum he de tha pa ya pi cha ruthita se wa me tumhe sugita mu page thawe nipacha pe thanang aham malamuta pisakalang hathena te gate twawa thogita picha pa cha saha paso tum he anagate kale amma karunike hawe putatthi tuttama tata buddhaye vaha paye ve yatha. Con xin được đọc ạ. Chữ không thể có chữ. Kính thưa cha mẹ Tường Chi, nghĩ duy con sợ lỗi nghì ơn trên, từ con hình thể có nên. Mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sau cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phụ phục mong dung tội già. Khi con la khóc dày tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật uế trược ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng ta. Dạ con đã đọc hết ạ. Con xin sư hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con ạ. Con xin được xuống mic ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô, cư nữ. Con xin phép được đọc tiếp. Yada cha tu cha yu wa hang dung khang ma ta bi tu hi me anu pu tang wa wan ni tum han thang pa gai ha wan di to do sang kham an tha me ye wa tum hi de tha pa yang pi cha uti ta se wa men tum he sugi ta mun pa gen tha we nim ba cha phe tha mang am hang ma la mun tang phi sang kha lang han the na te ga he toa wa do win tha phi cha sam pa su tum he anagate ka le amma kaun ni ke hawe punta thi tun ta mata ta punta ye wa pa ye na tha. Kính thưa cha mẹ Tường Tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sau cùng. Con xin đảnh lễ cúng cung, cúc cung, nghiêng mình phụ phục, mong dung tội rà. Khi con là la khóc rầy tai,
Từ bi mẹ hát thương thai não nùng, tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật ế trược ung dung lao chùi, giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhờm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thai lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong, cầu cho cha mẹ thảo đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ, con kính tri ân Ngài và Đạo Tràng, con xin phép được mời người kế tiếp và xin Ngài, con có sai xin Ngài và Đạo Tràng sửa giúp cho con. Sa thú, kính cảm ơn Sithina. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ Kim Nhung mà Pháp Quần Đầu Cai cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, trước khi con trả bài, con xin sám hối với Ngài và đạo tràng. Dạ, con có công việc ra ngoài nên con không có về kịp để mở rung cũng như đưa bài học, con xin sám hối á. Con kính mong Ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Dạ, bây giờ thì con xin được đọc một lần và kể một lần. Dạ, nãy giờ con về tới công việc nó cũng tùm lum ta la hết nên con không cầm mic được. Con nghe Ngài nói là có người đòi đây chờ kể 4 lần. Dạ không phải vậy mà tại do con bận quá, con không cầm mic được, con xin sám hối. Gia đa cha tơ cha vợ qua hăng đục khăn ma ta vi tu hi mê a nuốt phụ tăng na quan ni tâm hạ thăng ba gây hạ quan đi tổ độ sang khát tham mẹ về hoặc tụm hệ đệ tha phá giam bị cha rứa thì ta xê và mẹ tụm hệ sư khi ta muốn ta kệ ta ghê.